Trong phiên làm việc đầu tiên tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Vilnius, các nhà lãnh đạo liên minh quân sự này đã nhất trí quyết định đưa Ukraine đến gần hơn với NATO, đồng thời củng cố khả năng phòng thủ và răn đe tập thể của liên minh. Các nhà lãnh đạo NATO nhất trí với gói biện pháp gồm 3 yếu tố giúp Ukraine gia nhập NATO, gồm một chương trình hỗ trợ mới kéo dài nhiều năm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi của lực lượng vũ trang Ukraine sang các tiêu chuẩn của NATO, giúp xây dựng lại lĩnh vực an ninh và quốc phòng của Ukraine, đáp ứng các nhu cầu quan trọng như nhiên liệu, thiết bị giả phá bom mìn và vật tư y tế. Các nhà lãnh đạo NATO cũng thống nhất thành lập Hội đồng NATO-Ukraine nhằm trợ giúp Ukraine một cách toàn diện hơn. Phát biểu với báo giới, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng cho biết các nước đồng minh nhất trí chi tiêu 2% GDP cho quân sự kể từ năm nay. Tổ chức cũng thông qua các kế hoạch phòng thủ toàn diện nhất kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh để ngăn chặn và bảo vệ trong tất cả các lĩnh vực từ không gian, trực tuyến, trên bộ, trên biển và trên không. Theo đó, một lực lượng mới gồm 300.000 binh sĩ luôn ở trạng thái sẵn sàng cao, có thể được triển khai trên không và hải quân. NATO cũng xác định hai đối trọng chính hiện nay là Nga và chủ nghĩa khủng bố. Trong bối cảnh Ai Cập đang phải vật lộn với một nền kinh tế yếu kém, lạm phát lên tới gần 36% cùng tình trạng thiếu ngoại tệ kéo dài, chính phủ nước này đã phải bán bớt tài sản chính phủ như một biện pháp khắc phục. Thủ tướng Ai Cập Mustafa Manbouly ngày 11 tháng 7 nói rằng Ai Cập đã ký hợp đồng bán lượng cổ phần thuộc tài sản nhà nước trị giá 1,9 tỷ đô la Mỹ như một phần của chương trình thúc đẩy khu vực tư nhân và huy động ngoại tệ. Các hợp đồng bao gồm thỏa thuận huy động 700 triệu đô la Mỹ ngay lập tức bằng cách tăng vốn của một công ty nhà nước sở hữu một chuỗi các khách sạn ở Ai Cập. Nước này cũng đang có kế hoạch tăng doanh thu du lịch hàng năm lên 20% trong vài năm tới. Chính phủ Ai Cập đang cố gắng đẩy nhanh chương trình bán tài sản nhà nước khi nước này phải vật lộn với tình trạng thiếu ngoại tệ kéo dài. Điều này làm gia tăng áp lực lên đồng bảng Ai Cập. Đồng tiền này đã mất khoảng một nửa giá trị so với đồng đô la Mỹ kể từ đầu năm 2022.